Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 18 tháng 4. Hôm nay Vườn An Hà Nội có về rất là nhiều các mặt hàng đẹp các bác nhé. Hôm nay nhà em có đai châu rừng các bác ạ, rất là đẹp luôn, hoa thơm. Ngoài ra thì có hoàng hậu xanh đang có nụ rất là đẹp, cù lao minh, địa lan các loại các bác nhé. Hoàng nhạn nữa, hoàng nhạn thì nhà em có hoàng nhạn 4N, hoàng nhạn A3. Đấy, thì các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 29 2299. Các bác nếu mà có thể thì cứ gọi cho em vào cái số 0932 29 2299 các bác nhé. Bởi vì cái số kia thỉnh thoảng nhà em bị mất sóng. Ngoài ra thì các bác có thể nhắn tin điện thoại hoặc Zalo giúp em cũng được các bác nhé. Thì đầu video em lên mời các bác ngắm một cái giò tam bảo sắc hàng rừng Điện Biên các bác nhé. Hàng rừng Điện Biên thì hoa của nó rất là thơm, lá xếp mít rụt các bác nhé. Đấy, cái giò này của em thì rất là to luôn. Và cây thì đã ghép rất là lâu năm rồi, ghép lũa các bác ạ. Thuần lâu năm lắm rồi, nó rơi vào khoảng tầm 5-6 năm luôn. Và cây bây giờ thì nó đang rất là dài, ngọn rất là dài các bác nhé. Các bác về chơi cho em thì đang là mùa nụ hoa. Đấy, cây đang rất là nhiều nụ luôn, một cái giò này rất là nhiều nụ luôn các bác ạ. Thì các bác có thể mua về và thưởng thức luôn. Với những cái giò tam bảo sắc Điện Biên ấy thì hoa của nó rất là thơm và màu đậm các bác nhé. Giò này em chia sẻ cho các bác với giá là 700.000. 700.000 cho cái giò này, đẹp tuyệt vời các bác ơi. Phải nói là đẹp cực kỳ luôn. Các bác về các bác ngắm cho em chơi đảm bảo là các bác ưng nhé. Tiếp đến thì em sẽ có những cái giò, những cái mã đai châu nhé cả nhà. Những cái mã đai châu rừng rất là xinh như thế này. Đấy, những cái cây đai châu nhà em nó là cây đai châu rừng bóc trụ và em đã treo ở vườn rồi các bác nhé. Tết vừa rồi nó cũng đã có hoa rồi các bác ạ. Đấy thì em sẽ chia sẻ cho các bác về giá rất là rẻ để các bác về trồng cho mình được những cái giò đai châu. Mình có thể là trồng lũa, trồng chậu cũng được các bác nhé. Về trồng là Tết này các bác sẽ có hoa để chơi luôn. Bởi vì bản thân những cái cây này là năm ngoái đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, có những cái cuống hoa cũ đấy, đấy, đã có hoa rồi. Thì em sẽ lên những cái mã như sau. Đầu tiên là mã C5 các bác nhé. C5 với 4 cái cây đẹp và cũng rất là ok các bác ạ. Rất là xanh tươi như thế này. 4 cây C5 với giá là 160.000 các bác ạ. Em lên một mã tiếp theo là mã C4 với giá là 230.000 cho 6 cây các bác nhé. 230.000 cho 6 cây luôn ạ. Rất là xinh như thế này. Về là các bác ghép lũa là được một giò rất là đẹp rồi ạ. Lên một mã tiếp theo là vừa nãy là C4 các bác nhé. C4 là 230 cho 6 cây. C này là C6 này cả nhà. C6 với giá là 220.000 cho 6 cây các bác nhé. Đấy, rất là xinh luôn các bác ạ. C4, đây là C6. C6 với giá là 220.000 cho 6 cây. Tiếp đến là mã C3 các bác ơi. Mã C3 của em có 6 cây to các bác nhé. C3 này là 6 cây to rất là đẹp như thế này này. Đấy, em chia sẻ về giá là 250.000 các bác nhé. C3 250.000 cho 6 cây to đẹp. Đấy, rất là xinh luôn. Lên một mã tiếp theo là mã C2. C2 với giá là 180.000 cho 4 cây. Mã này thì có một cây nó đang có hơi sẹo thôi, còn đâu là cây rất là đẹp các bác nhé. Mã này là mã C2 với giá là 180.000 cho 4 cây các bác nhé. 180.000 cho 4 cây. Tiếp đến là mã C1. C1 em chia sẻ với giá 230.000 cho 5 cây các bác ơi. 230.000 cho 5 cây các bác nhé. Đẹp chưa? Đấy, rất là tuyệt vời luôn. C1 230.000 cho 5 cây. Tiếp đến thì em sẽ mời các bác ngắm những cái mã cù lao minh rất là đẹp luôn cả nhà. Cù lao minh các bác nhé. Cù lao minh hàng rừng, hoa của nó có màu xanh, đẹp tuyệt vời. Thì em sẽ lên mời các bác ngắm cái mặt hoa của cây cù lao minh các bác nhé. Cù lao minh thì hoa của nó sẽ liên tục từ đầu hè cho đến cuối, cho đến đầu đông các bác nhé. Cuối thu đầu đông ạ. Và hoa của cây có màu xanh rất là đẹp như thế này. Các bác về chơi cho em chỉ cần một vụ mùa hoa thôi là các bác đã có thể chơi được từ 2 cho đến 3 lần hoa trong một năm các bác ạ. Đấy, rất là đẹp như thế này. Với những cái cây cù lao minh đẹp như thế này thì em sẽ lên những cái mã để các bác có thể ngắm. Hôm nay thì em lựa toàn những cái mã đẹp rụt rịt, mít rụt rịt đồng xu các bác ạ. Về các bác có thể là về trồng cho em vào những cái chậu hoặc là trồng vào những cái cục lũa các bác nhé. Cây cù lao minh nó là cái cây đơn thân nên là các bác trồng không khác gì trồng nhạn, trồng quế cả. Đấy, rất là đẹp những cái cây xếp chân rết như thế này. Thì em sẽ lên những cái mã như sau. Đầu tiên là mã số C12, rất là đẹp như thế này với giá là 200.000 các bác nhé. C12 với giá là 200.000. Tiếp đến em có một cái cây rất là dài và to như thế này nhưng mà nó bị gãy ngọn các bác ạ. Gãy ngọn thì nó cũng không chết được các bác yên tâm nhé. Với những cây giáng hương các bác biết rồi đấy, khi mà cây gãy ngọn thì nó sẽ đẻ cây con ở
kẽ lá hoặc dưới gốc các bác nhé. Nên là các bác cứ yên tâm đảm bảo trồng 100% là ok. Thì C11 này em chia sẻ về giá là 100.000 các bác nhé, 100.000 thanh lý. Mã tiếp theo là một cái mã này, mã C16 về giá là 200.000 các bác nhé. Cũng rất là đẹp luôn ạ, C16 200.000. Tiếp đến là mã số C10. C10 với giá là 280.000. Một cái con phải nói là quá tuyệt vời các bác. Các cây đều năm ngoái đều đã có nụ, có hoa hết rồi nhá, và đã được thẩm hoa tại vườn rồi. Chuẩn hoa xanh 100% luôn các bác ơi. Đẹp chưa? Vừa dài vừa đẹp với rất là nhiều cặp lá như thế này, phải đến mười mấy cặp lá luôn các bác. Đấy, lá ngắn rất là đẹp nhá. C10 này là 280.000, siêu phẩm. 280.000. Lên một mã tiếp theo là mã số C14. C14 với giá là 250.000 các bác nhé. C14 250.000. Em lên một mã tiếp theo là mã số C13. Ôi đẹp chưa các bác ơi. C13 200.000. Lên một mã tiếp theo là C19 này. Ôi, C19 đây cả nhà, 220.000 các bác nhé. 220.000 cho C19. Lên một mã tiếp theo là một mã C7. C7 đẹp chưa? Đấy, 250.000 các bác nhé. C7 250.000. Một mã C16 với giá là 220.000 các bác ơi. C16 220.000. Và cuối cùng là C8 với giá là 160.000 các bác nhé. C8 160.000. Đấy, tiếp đến thì em sẽ mời các bác ngắm những cái cây vũ nữ hoàng hậu các bác ơi. À, bình thường ý, thì các bác mua hoàng hậu thì hoa của nó sẽ có màu nâu các bác nhá. Đấy, nhưng mà với ngày hôm nay nhà em có về một cái lô thuần vườn tại mình luôn các bác nhá. Thuần tại Việt Nam của mình luôn. Với những cái chậu hoa màu xanh các bác ạ. Hoàng hậu hoa xanh các bác nhá. Hoa của nó rất là đẹp và dài. Các bác ơi, cái những cái ngồng hoa của cây hoàng hậu ý, nó phải dài được cả mét luôn các bác ạ. Đây các bác nhìn tác phẩm của khách này. Đẹp chưa? Hoa của cây có màu xanh ngọc các bác nhá. Và thực sự là những cái ngồng hoa nó phải dài cả mét. Các bác chơi vài tháng luôn. Chơi vài tháng luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp như thế này. Cây là đã thuần rồi, bao thuần và bao tất cả các chậu đều đang có nụ các bác nhá. Đẹp tuyệt vời như thế này với giá chỉ có 220 một chậu thôi. 220 một chậu thôi các bác ạ. Cái nụ của nó các bác ơi, nó to bằng gần cả có, đây gọi như là tương đương ngón tay cái của em luôn. Rất là to và đẹp các bác nhá. 220.000 cho một chậu hoàng hậu hoa xanh. Đấy, tiếp đến thì em có một cái rổ này. Em mời các bác ngắm nha. Đây, 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 đây. Đầu tiên là em có hai cái cây Korak Koki này, hai cái cây Korak Koki này. Em xả thanh lý cho các bác hai cây này với giá là đây, đẹp chưa? Nói chung là cũng ok đấy hai cây này nhá. Hai cây này em xả cho các bác hai cây Koki này với giá là 180.000 hai cây. Tiếp đến thì em có mấy cái khóm họng sơn thủy tiên họng đen. Nó có rễ rồi này, rễ đang ra rễ xanh luôn rồi này, các bác thấy chưa? À, em để ở nhà em nó còn ra cả rễ xanh rồi. Đấy, và đây, cây nào cũng có hoa luôn nhá. Đây, hoa này, đây. Và em vừa bóc thử một cái lụ kia rồi, em vừa bóc thử cái lụ ở cây kia kìa. Đây, đen xì luôn các bác thấy chưa? Đấy, đen xì luôn nhá. Thì cái mã này bác nào mua về làm giống cũng rất là ok luôn này. Đấy, cả cái chỗ này luôn nhá, toàn mã rời rời luôn này. Em để cho các bác 150 nhá. 150 cái chỗ này về làm giống. Các mã đều có rễ hết rồi nhá. Đều có rễ hết, yên tâm. Đấy, có hoa luôn, 150. À, và tiếp đến thì em lên những cái mã địa lan các bác nhá. Thì địa lan ngày hôm nay nhà em thì cây rất là đẹp luôn cả nhà. Có một số cái dòng địa mới các bác nhá. Thì em sẽ lên đầu tiên là những cái chậu địa lan Thiên Thảo Tuyết Sơn nhá cả nhà. Hoa của nó rất là đẹp luôn các bác ạ. Cây này thì bình thường em thấy là thị trường các nhà vườn họ đang bán với giá là rơi vào dao động là 150 một thân. Đấy, lá thì lá mảnh và lá phát tài các bác nhá. Những cái chậu Thiên Thảo Tuyết Sơn như thế này, em mời các bác ngắm cái mặt hoa của cây. Hoa đẹp tuyệt vời các bác nhá. Đây hoa đây, hoa của nó có màu xanh và cánh hoa là cánh hoa phát tài các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, Thiên Thảo Tuyết Sơn thì hôm nay em chia sẻ cho các bác là 450 cho một chậu các bác nhá. Hiện tại em đang còn không biết là 4 hay 5 chậu thôi. Với giá là 450 một chậu và các bác trồng cho em thì một chậu này trung bình nó có khoảng 6 thân các bác nhá. Một chậu trung bình khoảng 6 thân, 5 6 thân gì đấy, bác nào lấy trước em sẽ chọn những chậu 6 thân cho các bác. Đấy, rất là đẹp như thế này, với giá như thế này chỉ rơi vào mấy chục nghìn một thân, chưa đến 100.000 một thân luôn các bác ạ. Rất là rẻ luôn, để bác nào lấy thì báo cho em, 450 một chậu. À, tiếp đến thì em có cái này là cây hồng thảo hồng hà các bác nhá. Cây nó rất là bé luôn, nó rất là bé các bác ạ, bé nhưng mà nó có võ.
Đây các bác thấy chưa, cái mầm đỏ rất là đẹp luôn nhé. Cây này thì giá trên thị trường của cây hồng thảo hồng há ấy, nó rơi vào dao động là tầm 1 triệu rưỡi một thân. 1 triệu rưỡi một thân trưởng thành. Thì một thân trưởng thành thì nó cũng gọi là những cái thân trưởng thành là những cái thân sẽ cho hoa được các bác nhé. Đấy, thì hôm nay em có cái cây giống rất là nhỏ như thế này, em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 cho một chậu các bác nhé. 250.000 cho một chậu hồng thảo hồng hà, rất là rẻ luôn. Nhờ các bác lấy hộ, tại vì thật ra là em cũng nó hơi bé nên là em cũng để cho các bác bằng cái giá em lấy thôi. Nhưng mà em phát hiện ra một điều là cũng có rất là nhiều khách cũng hỏi cây này, nên là sau cái lô này, cái lô này của em thì em còn mấy cây nữa, em còn khoảng 4-5 cây nữa thôi. Đấy, thì sau cái lô này, sau cái lô này em sẽ vẫn sẽ lấy tiếp và chắc chắn với các bác là sẽ không còn cái giá này nữa. Đấy, bởi vì vườn họ cũng báo em giá cao lắm các bác ạ. Đấy, lô này em bán thử nghiệm thôi. Em bán thử nghiệm thì em cũng để cho các bác với cái giá như là em mua. Đấy, nhưng mà lô sau là em phải lấy công các bác nhá. Lô sau em sẽ lấy công thì sẽ không còn cái giá này nữa. Nó sẽ lệch thêm một ít nữa đây các bác ạ. Hoa của cây hồng thảo hồng hà đây rất là đẹp các bác nhá. Đấy, thị trường là cứ một cái thân như thế này, thân trưởng thành như thế này là 1 triệu rưỡi một thân luôn. Đấy, nên là các bác có thể sưu tầm cho mình. Và tiếp đến sẽ là những cái chậu sen hồng thần hà các bác nhá. Sen hồng thần hà thì nó là một cái cây nổi tiếng rồi. Đấy, cây nổi tiếng về cái mặt hoa đẹp và về cái khuôn bông cũng đẹp tuyệt vời các bác nhá. Lá thì lá kẻ sọc. Và với những cái cây sen hồng thần hà như thế này, em lên cho mời các bác ngắm cái mặt hoa các bác nhá. Nó là cái cây cánh sen lưỡi bệt rất là đẹp luôn. Với giá của một chậu sen hồng thần hà ấy, thì em chia sẻ về giá là 250 các bác nhá. 250 cho một chậu. Và các bác về chơi cho em là phải nói là các bác chắc chắn sẽ ưng. Bởi vì thực sự luôn là cái cây này hoa của nó rất là đẹp. Nó là một cái cây đã có tên tuổi rồi các bác ạ. Đây, được các bác chơi là công nhận rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, 250.000 cho một chậu các bác nhé. Tiếp đến sẽ là những cái chậu bạch ngọc ngân biên. Đẹp tuyệt vời các bác ơi. Phải nói là đẹp tuyệt vời vì sao? Bởi vì hoa của nó thơm kinh khủng và hoa màu trắng các bác nhé. Hoa trắng và thơm cực kỳ luôn. Với những cái chậu hoa trắng tinh khôi như thế này, đây em mời các bác ngắm cái mặt hoa của cây bạch ngọc ngân biên các bác nhé. Hoa trắng và thơm lắm các bác ơi, thơm cực kỳ luôn, rất là xinh luôn các bác ạ. Một chậu em chia sẻ với giá chỉ có 250 thôi. 250 mà các bác được một chậu rất là nhiều thân như thế này các bác nhé. 250 cho một chậu bạch ngọc ngân biên, đẹp tuyệt vời. Tiếp đến thì em có chậu thanh ngọc này cả nhà, thanh ngọc các bác nhá. Các bác biết rồi đấy, cái cây thanh ngọc nó là một cái cây địa cổ truyền của mình và được các bác chơi địa là lúc nào. Nói chung là đã chơi lan, chơi địa lan rồi mà chưa có thanh ngọc thì chưa gọi là chơi địa các bác ạ. Đấy, đẹp như thế này, một chậu to lù lù như thế này, bình thường em bán là 900.000 các bác nhá, rất là nhiều thân luôn, nó rơi vào trên 10 thân luôn. Đấy, mười mấy thân ấy. Thì em hôm nay để các bác với giá là 850 các bác nhá. Bác nào lấy thanh ngọc chốt 850 cho em. Đấy, tiếp đến là hoàng kim bảo. Hoàng kim bảo thì em chia sẻ với giá là 220.000 một chậu. Cây hoàng kim bảo thì hoa của nó cũng gần giống với cây thanh ngọc các bác ạ, nhưng mà giá của nó rẻ hơn rất là nhiều và hoa cũng rất là thơm các bác nhá. Đây ạ, với giá là 220 cho một chậu rất là to như thế này. Đấy thì các bác có thể sưu tầm cho mình. Và tiếp đến thì em có cái chậu địa lan tiểu thúy này. Ô tử thúy các bác nhá. Ô tử thúy với giá là 250 một chậu. Ô tử thúy hoa cực kỳ thơm các bác ạ, phải nói là cực kỳ thơm luôn, hoa lở tết. 250 một chậu. Lục bảo thạch này cả nhà, lục bảo thạch thì em chia sẻ với giá 200.000 một chậu các bác nhé. Hoa của nó gần giống với hương cát cát, hoa rất là đẹp, bông to đẹp các bác nhé. Tiếp đến thì em có cái chậu hải yến trắng này. Cả nhà, hải yến trắng nhé, chậu cây đôi như thế này, đang có nụ như thế này. Với giá là 200.000 các bác nhé, hải yến trắng là 200.000, trắng đột biến. Những cái giỏ trồn trắng như thế này, trồn trắng một giỏ hai cây như thế này, với giá là 230.000 các bác nhé. Trồn hoa trắng tinh, bảo hành hoa cho các bác, 230.000. Và tiếp đến thì em sẽ lên, đây em còn cái chậu này. Chậu này là chậu kim công chúa các bác nhá. Kim công chúa hoa màu cà rốt đẹp tuyệt vời luôn, hoa nở tết các bác nhá. Kim công chúa chậu này mọi khi em bán 800.000, chậu này đang có là 1, 2 này, 3, 4 này, 5, 6, 7 thân. 7 thân các bác nhá. Bình thường kim công chúa các bác mua rơi vào khoảng tầm 160 một thân các bác ạ. Thì hôm nay bác nào lấy chậu này em để cho các bác là giá là 750 kim công chúa nhá. Rất là nhiều thân luôn, hoa màu cà rốt rất là đẹp. Tiếp đến là em có cái cây đông sơn hắc hà, một cái dòng địa lan rất là đẹp, nhìn thì thoạt rất là giống với cây sen hồng thần hà. Nhưng mà cái cây này nó là cái cây cánh sen như vậy, nhưng cái lưỡi của nó lại, cái hoa của nó, bông hoa của nó lại là màu đen các bác nhá. Đông sơn hắc hà là hoa màu đen, rất là thơm. Cây này thì thực sự luôn là rất là hiếm các bác ạ. Đông sơn hắc hà nhà em đang lên mầm gốc rồi các bác nhá, đang lên mầm gốc rồi. Đấy, về giá là 150 một thân, một chậu thì sẽ có 3 thân và 4 thân.
thì cứ 150 một thân các bác nhá. Em tiếp tục mời các bác ngắm một cái lô tam bảo sắc nhà em. Một cái lô tam bảo sắc hoa trắng. Em trồng thuần rồi, rất là đẹp như thế này các bác ơi. Đấy, toàn bộ cây tam bảo sắc trắng nhà em đều đang có nụ hết các bác nhá. 100% là đang có nụ hết. Thì hoa của cây tam bảo sắc trắng ấy thì nó rất là thơm các bác ạ, nó rất là thơm. Và thực sự là các bác lên sưu tầm cho mình một cây. Bởi vì cây này bình thường các bác mua nhá, hàng rừng nhá, các bác biết không, rơi vào 500-700 nghìn một lá luôn. Đấy, nên là các bác mua những cây như thế này về hoa nó không khác gì luôn các bác ạ. Bởi vì là cả hai loại nhà em đều có và em đã thẩm hoa rồi, nó không khác gì nhau cả luôn. Cây rất là cao như thế này, các bác về các bác có thể chơi luôn hoa mùa này các bác nhá. Thì đầu tiên em có cái mã số B18 với giá là 300 nghìn nhá cả nhà. Tam bảo sắc trắng, cây siêu to khổng lồ, đang có lụ rất là đẹp luôn, 300 nghìn. Đấy, còn mã này là mã số... mã này thì em chia sẻ cho các bác là 280 nghìn các bác nhá. 280 nghìn. Đấy, mã này là mã O17. O17, 280 nghìn. Đấy, lên một mã tiếp theo này. Ui, mã này đẹp chưa? Mã này siêu phẩm luôn này. Mã này là mã số B17 với giá 280 các bác nhé, 280.000 B17. Đây, một mã này, ôi dồi ôi, mã nào có lụ hết các bác nhé, cây rất là to luôn. B19 với giá là 300.000 nhé cả nhà, B19 là 300.000 luôn này. Đấy, và em có cái mã này. Mã này là mã số hai cây đôi này, đang có lụ B20 này. B20 này là nếu mà tính ra là 600.000 các bác nhé. Bác nào lấy em để các bác là 550. 550 cho B20 hai cây các bác nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, ngoài ra thì em có chậu hoàng nhạn 4N này, chậu thuần rồi, 3 cây thuần rồi như thế này nhá. Bác nào lấy thì bình thường em bán 450 chậu này. Bác nào lấy video chỉ video ngày hôm nay các bác nhá. Video ngày hôm nay bác nào lấy để cho các bác với giá là 400.000. Còn một chậu 400.000 lốt. Tiếp đến là những cái chậu hoàng nhạn A3 các bác nhá. Hoàng nhạn A3 là hoa vàng lưỡi trắng rất là xinh luôn. Cây hoàng nhạn đột biến các bác ạ. Hoa rất là thơm và cây đang có lụ rồi. Thuần vườn tại nhà em tại Hà Nội rồi các bác nhá. C34 với giá là 330.000, hôm nay cái gì giảm giá luôn này. C2 vừa nãy là C24 nhá, C24 là 330. Còn C này là C22 với giá là 330 luôn này. Đấy, C23 với giá là 320. Ngọn xoáy đang nụ. Đấy, tiếp đến có một cái giò mỹ dung dạ hương C18 này. Mỹ dung dạ hương này, hoa xanh rất là đẹp và thơm này. Đấy, C18 với giá là 120. Một chậu hoàng nhạn 4N này, hoàng nhạn 4N C17 với giá là 250 các bác nhá. C17 250 này. B26 này, đây là mã B26 nhá, đang nụ này. B26 170 này. B23 này 120 này, có lụ rồi các bác ạ. Đây mã này nữa này. B25 với giá 250 này, rất là đẹp và đang nụ nhá. B24 này, B24 là 300.000 này, B24 là 300.000 này. B bao nhiêu đây? B22 với giá là 200.000 luôn này. Đấy, ngoài ra em có mấy cái cây này rất là mít luôn, rất là đẹp luôn này. Cây này thì hôm nay cũng để giá rẻ luôn cho các bác này. C21 này, 300.000 nhá, có lụ rồi, lá mít đẹp luôn. C21 các bác nhá, 300.000. Đấy, cây rất là dài luôn, cây này dài lắm. C20 với giá là 280 này, C20 280 này. Đây, cặp đôi trời sinh. Nhưng mà chỉ có 21 là có lụ thôi nhá. Đấy. C19 với giá là 200.000 này. C19 200.000 này. Đấy thì các bác có thể sưu tầm cho em. Đây, một cây này nữa này, cây này là cây B21 này, 150 này. B21 150 các bác nhá. Ngoài ra thì em có địa lan quân tử này. Địa lan quân tử hoa rất là đẹp các bác nhá. Cây này thì hoa có màu đỏ và màu cam. Cây quân tử lá mít như thế này em chia sẻ với giá là 100.000 cho một cây các bác nhá. 100.000 cho một cây. Đấy, ngoài ra thì có kiều trắng cánh mai 300.000 một chậu này, kiều trắng đột biến 300.000 một chậu này. Cù Lao Minh này cả nhà, Cù Lao Minh này. Cây này là cây thạch hộc tía các bác nhá, thạch hộc tía 100.000 một chậu thạch hộc tía. Đấy thì ngoài ra thì em có một cái chậu trầm tím này, một chậu trầm tím này nhổ chậu gửi cây nhá. Bác nào lấy em để cho các bác 130 đi, lấy 130 cả chậu này luôn, gửi nhổ chậu gửi cây nhá, mầm gốc rất là mít, rất là đẹp. Đấy, có hai chậu phi điệp này, hai chậu phi điệp hàng rừng Quảng Bình rất là đẹp luôn. Một chậu Quảng Bình và một chậu hàng rừng Cát Bà các bác nhá. Hàng đang có lụ rất là nhiều. Combo hai chậu phi điệp này để cho các bác 250 này. Hàng rừng nhá, rất là đẹp luôn, hoa sổ số. Đấy, còn cái mã này của em là cái mã hai chậu trầm hồng nhá. Hai chậu trầm hồng này em để cho các bác là 150 luôn đi, 150 hai chậu trầm hồng đi cho nó hết luôn đi. Đấy thì các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988553232 hoặc số điện thoại là 0932292299 các bác nhé. Các bác có thể nhắn tin điện thoại hoặc Zalo.
À, đây em có cái giò tam bảo sắc Gia Lai này, tam bảo sắc Gia Lai để cho các bác 200.000 nhé. Đây, 200.000 giò tam bảo sắc Gia Lai rất là đẹp luôn này. 200.000 các bác nhé. Rồi em xin chào tất cả các bác.